thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nghe anh em hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2022 thì đầu tháng chúc toàn thể anh em vui vẻ gặp nhiều may mắn nha anh em thì trong cái clip ngày hôm nay Điền sẽ làm một cái video để nói về cái so sánh giữa cái cặp Galumin b 12 với cái cặp C21 B12 năm rưỡi cặp nào nuôi trong cái thời điểm nào thích hợp thì điền sẽ chia sẻ đến anh em trong video này nha anh em thì anh em cố gắng xem hết clip à, khi anh em xem video thì anh em nhớ cho điền một like nha anh em còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhấn nút chuông theo dõi để mình thường xuyên cập nhật những video mới những cách xài thuốc mới những loại thuốc hay hiệu quả cũng như cập nhật giá cả của nó theo ngày tháng nha anh em thì cái cặp galumin với b 15 12 và cái cặp c 1 b 12 năm gửi đó là những cái cặp thuốc nuôi dạng viên mà anh em thường hay sử dụng để nuôi con gà anh em từ con gà tơ mới đủ cái bộ lông vô thành một cái con gà ra trường được thì nó kéo dài tầm khoảng 4 đến 5 tầng thì nuôi cái loại nào hay hơn loại nào hiệu quả hơn cái loại nào phù hợp hơn thì để sẽ đi sâu phân tích để anh em nắm được cái cái u và cái nhược điểm của nó để anh em sử dụng vô cái con gà mình cho nó thích hợp là nó ngon nhất nha anh em đây là galomin cái dạng thuốc nuôi mà có cung cấp các vitamin với axit amin nha anh em các nhóm vitamin nó có thành phần trong đây nè nói chung là nó đa dạng chất để nó bổ sung cho con gà nó có cái cơ bắp nó nở khung nhưng mà nó chậm nó đa dạng nên nó chậm lên còn cái b 15 12 này chiên cung cấp b 15 12 giúp gà anh em có độ dẻo dai nó tăng số lượng hồng cầu giúp gà mình nó ăn uống tốt thì cái cặp này anh em cũng phải nuôi tầm 4 đến 5 tầng nó bắt đầu nó phát huy tác dụng tại vì nó là dạng viên thì nó thuốc nuôi dạng viên thì nó vô nó tan rồi nó bắt đầu nó mới tạo cái năng lượng từ từ nha anh em thì bên đây C21 cũng giúp con gà anh em C21 này của Thái Lan nha anh em nó giúp con gà anh em nở cơ nở khung đủ tay còn B12 năm gửi dạng chích này nè Bổ sung giúp con gà anh em nó lên Cái bộ nước máu giữ Tăng số lượng hồng cầu Giúp chân trụ anh em khỏe Bo lớn bền bỉ nha anh em B15-12 với B12 năm gửi dạng chích Nó có thành phần như nhau Nhưng mà B12 năm gửi dạng chích Hàm lượng nó cao hơn Nó tác động nhanh hơn, mạnh hơn Đó C21 với Galumin Thành phần nó gần giống như nhau, cái cách xài cái công dụng nó gần giống như nhau hết. Nó cho nên hai cặp này nó có giá trị tương đương với nhau. <laughs> Nhưng trong quá trình nuôi thì anh em chọn cái cặp nào nó thích hợp với điều kiện của anh em. Cái cặp Galomin với B15 12 này á, anh em chọn nó khi con gà của anh em có thời gian nuôi nó kéo dài hoặc là lông nó chưa đủ, anh em cần thời gian nuôi dài hơn để vừa cho cơ bắp nó đủ mà vừa đủ lông luôn thì anh em chọn cái cặp này thì nó sẽ thích hợp với cái điều kiện của anh em nhất <laughs> thì cái giá của cặp này á galumin là 200 b 15 12 là 300 anh em lấy hàng trên 500 thì điền sẽ bao phí ship còn dưới 500 thì anh em tự chịu phí ship 40.000 nó còn bên đây c21 này là 200.000 b12 năm rưỡi này là 220.000 đó thì anh em có thể chọn một trong hai cặp này thì cái cặp C21 với B12 năm gửi này nuôi con gà anh em tầm khoảng 3 tuần rưỡi là anh em có thể chơi được. Nó cứng, nó dững. Nó tác động nhanh hơn. Do cái cặp bên đây nó có thêm cái thằng B12 năm rưỡi tác động nhanh nên gà anh em nhanh lên lắm, nhanh chơi hơn. Anh em đi đường xa thì anh em nên chọn cặp này. Còn anh em nào mà bắt gà lạ hoặc là gà anh em mới vô, mới bắt tẻ bậy vô mà nó đã cứng cứng rồi thì anh em chọn vô cái cặp này cho anh em mau chơi. Nó anh em mà quan trọng cái giá cả thì mình thấy cái hiệu sức sử dụng chia ra trên cái đầu con gà thì tính ra cái tầm giá nó cũng như nhau nó cũng không có hơn gì nhiều đâu thì đó là những cái phân tích về cái hai cái cặp thuốc nuôi này nha anh em thì anh em tùy theo cái điều kiện gà anh em mà anh em chọn cái cặp nào phù hợp với cái chỗ nuôi hoặc là cái con gà của anh em tùy theo cái điều kiện sử dụng mình chọn cái cặp thuốc nuôi nó phù hợp thì đây là những cái cặp thuốc nuôi mà được rất là nhiều anh em sử dụng trong dạng viên nhưng mà thuốc nuôi hiện nay mà sử dụng nhiều nhất là ginseng với B12 năm rưỡi do cái dạng nước nó tác động rất là nhanh hiệu quả và mạnh nên anh em rất là thích đặc biệt nó không nóng nha anh em những cái, hai cái cặp này nuôi nó cũng không nóng nữa nè có amino dòng amino với cơm bắt là nó nuôi nó nóng nhất nhưng mà cái tác dụng của nó khác amino viên đen bây giờ nó cũng đang đứt hàng rồi thì hàng mình đã có sẵn cái số lượng nhiều ngoài ra mình cũng còn nhiều sản phẩm nữa nha anh em hàng chuẩn bị sẵn số lượng cho anh em anh em nào có cần gì thì alo trực tiếp số điện thoại của điện không ba bốn bảy bốn bảy một 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 hai hoặc anh em ở khu vực gần hoặc có người thân ở gần khu vực chợ hưng long này có thể chạy lại nhà Điền lấy hàng trực tiếp hàng lúc nào cũng có sẵn chuẩn bị số lượng lớn cho anh em Đó, hàng còn nhiều lắm nha anh em nó hàng lúc nào điện chuẩn bị sẵn cho anh em còn anh em ở xa điện ship qua bên shipper giao hàng anh em lấy hàng từ đủ 500 hoặc trên thì điện sẽ bao phí ship còn dưới 500 thì anh em tự chịu phí ship 40 ngàn tầm khoảng 2 đến 3 ngày là anh em có còn anh em ở chạy qua không được thì điện có thể kêu xe ôm dùm cho anh em anh em tự chịu tiền phí xe nha anh em xe nhiều khi cũng cũng có kẹt đồ nữa anh em ví dụ như có ấy sắp ship chứ gấp quá cũng không không được nha anh em còn gáp thì dùng ngoại thành này đón nó khó lắm Dấp qua đó cũng không có nữa thì anh em coi cân nhắc <laughs> rồi thì đèn video clip này mình sẽ kết thúc ở đây chào anh em hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha anh em cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian xem clip của điền chào anh em